Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính vì tòa đại đức chính minh con khảo nghiệm pháp danh của ngài, vâng lời sư phụ, xin thay lời cho toàn thể quý phật tử nghe lời, xin để đạo những nhân nhân và các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Từ ngàn xưa đến tận ngàn nay, xin vẫn thắm lại một màu tinh khiết, hoa tạo đường cánh nở bút tàn xanh, giữa thiên long số đất lòng nàn, mùa thu thu trà trừ khai hóa. Bạn chư vô đức, giờ này chư đại tăng với lời cầu trang nghiêm vui ngàn, chúng con trở lại đời này trong thiên hò bàn hạt. Trong tất cả thiên vương, không được bay gì đó, chỉ những người đức hạnh, người chó bay tung bay. Tương thân vì điều đó, còn ngát từ phẩm đạo của hàng tân sĩ, hành trình ra đến về như lai, tình hóa quân yêu, thiên hạ an cư. Tôn điện thanh văn, tại tôn ta có bộ lòng, chúng con được biết, mùa hải tư, là mùa đưa nước chân, không được tay lên tất cả lòng mình. Làm trên chân nước đường hoàng pháp hoàng sân là tư lưu chí lý làm xuất tràn thật sự. Còn là thật thật chúng con nơi bị tràn bầu ảnh là bao nhiêu lân lan trong sân tận trải qua bao đó là cuộc sống rồi. Sống cuộc đời đầy đến nỗi đau thương mai nhờ thức thiên lành của Phật Pháp được nâng sư dự dắt chúng con họ đủ thiên lành để gọi hậu trình làm pháp đi lan. Và điều mà phúc vấn nhất đối với chúng con là hôm nay được các họ về làm tràn an di kiết hạ chùa Vân Lư nên chúng xứ Phật Hóa này
xin những người dung chúng con đức với bà đi và mẹ có tâm trí chúng con được nói lại một cái gì là đức, được nhìn lại một cái gì là mẹ, hâm hoan trở về với lòng mình, đó là sự thưởng thức trong chính mình. Đối với chúng con giữa sóng biển ngập tràn, biết ngàn lò mở bình an, giữa xa là khô khan, biết ngàn là suối làm trong lại. Mày khi phá thân tư lòng, bước chân khi ngàn đi vào cuộc đời, cho hoa nở khắp nơi, cho điện màu tư thẳng, chân yên thế tình vời. Vì nơi đâu bệnh sẽ từ đi giữ đời, cứ hình bóng được tập chân tu khả kinh. Chỉ với đó là đó là chân yên, đừng dùng dung của họ, ta là của quý ngàn, cái điều đó sẽ thích khí. Chỉ buồn này nếu nào không bị lô thì sắc hư, để lại cao quý này được khắc họa bằng những vần thơ. Hoa sen cho quý biết là hoa, hoa nhân không có ở cõi nào, mà người hành đổi hoa vô tình, gần hồn vẫn giữ vẻ thanh cao. Chính vì sự cao quý đó, mà hôm nay chúng con có họ về đây, như trước đạo tràng quý người đem thân mình làm nhà thọ hướng võ sư để thắng mẫu những hương và thức ngọc họ sắc hương đó hoa nào cũng dường tập chiêu vô đức. Chúng con thân ngàn pháp học, chúng con nên cũng hôm nay đến đây những ngày sẽ quá làm đó sẽ vàng rực rỡ, mong sao thì ông lớn mở cho của chúng con nhờ phúc lợi của chúng con sẽ biến thành giọt nước cát màu dưới lá khắp nhân gian. Thật là hôm nay có được phước phần phước báo là chúng con xin hỏi những nước cát phật giới chúng sanh vị đầu toa nhân đến từ trường vô cho phật pháp của hồng trường ngoại tại cầu cho chúng tôi giải thoát tại tại các phật vô vi cho chúng tinh giác ngộ thấu soi các cõi đời vô thần. Nguyện cho đạo đạo được thấm nhuần bước pháp, cầu cho ba cõi pháp của muôn chiên đồng tăng tiến độ hữu hộ tứ sư, kẻ tròn được phúc thọ tăng lâm, người quá đạo được duy sanh phật quốc. Nguyện mong trên chư tôn đức từ bi chứng minh đạo đạo cho phật tử chúng con và tăng chi công đức. Nam mô Phật Đức Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạo chúng con. Hôm nay sẽ hội đồng những cái kiến hàng chuyển từ tóc vào thân hợp tháp cho sự bộ phân tăng của hương vô cùng quan nghĩ thân quen của đồng hóa nhà của đồng tờ trong trung tâm của Nam Đà. Và chúng tôi cũng xin trả lời sự tiết trong năm thiệu như ta đối hạ thành tính cho những tâm ni và tạm biệt và tư tưởng chúng tôi cũng như việc tìm đồ sử dụng lạnh của pháp và những ngày không tự làm dầu từ xa xa xôi cũng như một lần và không có đại đẹp nhân hơn của những người học cũng như kiến thức và đủ được như phù hợp sao là được chúng ta. Chúng tôi xin cùng chúc quý nghề của pháp tuy nhiên sẽ tìm đồ lưu lại tại các bóng mát khi ở cho không có được 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 học chúc mừng những tử vừa qua là đã tiếp tục quý vị những người đã thấy tài đạo tăng quý vị là phương pháp là vô cùng cao quý đối với tất cả và vừa mặc dù là những năm chúng ta vừa trải qua một cảnh đại dịch vô cùng tiêu khủng và đã phát đi với thời gian sống cũng như những đại dịch kinh tế nhưng không vì lẽ đó mà đạo tâm của quý vị được luôn luôn hôm nay thầy cũng gặp quý vị câu hỏi về nơi đạo đạo của lương 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 những đề phẩm của những đường và quý vị đã có một câu với tiên từ câu được của thầy với nó hầu như lên những quý vị để cho các thầy nhà như lưu lên người đại tâm quý vị trong một cái lực này và thay lời quý vị đúng cho nên chỉ muốn lời ta đã những thức vũ đề và xin tất cả đặt họ để lên những điều hôm nay
và cũng xin cảm ơn lúc này không biết vì người thân hay ông em cũng là người mà đi tới nhưng mà cũng là người em mọi người được người thân và cũng xin lỗi chú cho lúc này rất vui được tạo mọi người lời lúc này được bảo sang về việc tự tại cũng được vui đi học một lần nữa cũng cho thương hành kiến kia và thành kiến thức chúng tôi cũng tăng lên Phật hóa chấm nhân đàn, và từ đây là Phật hữu chính cơ. Sư lê nào đang có sát tất, tạo thành những hữu của người ta ấy. Nhưng mong đồng lời lê đó, thầm vương thường đồ an lão lê bảo. Thích Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và hàng tư từ đại diện nhà sân ca về linh hồn để ra được những nhẹ thì ít mà học tự xa lành trên chút đường ghét bỏ hết nhà không chút đường ghét hiệu mà Phật tử nhiều nhà mà hai đời cho những đời trong lòng tự tự mang thêm trong mình để mình cùng đến là cảnh trường hôm nay dân phẩm đẹp tên bảo cổ yêu để mò đường xin được hai vị tự tư nhân là các bạn đi theo Phật Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tứ phái hạnh quý nhi đường quý nhi sư ba chú minh tứ phái hạnh quý nhi đường quý nhi sư cho ba nhân hạ cô toàn thể tu tôn quý nhi và đại đường đã chú A Di Đà Phật con Phật tử Diệu Nhân có lời sư phụ vị trụ chùa Nam An hai lời của quý Phật tử Nguyện Thanh Bình thành tâm đảnh lễ đứng chân lên lời các bạn ta như là tính mạng tinh tôn thiện đức một bộ hèo về xa trong đồng vô hậu là mỗi lần nhắc nhở tinh tôn thả an vương tai họa như tô khẩu tâm cô lậu cụ từ thanh tịnh ngàn đạo gia phước điền là người thầy đức cô lậu nhân vi là cô hòa thượng quy nguyên quân tính quý ngài vì tiền đồ còn lại bạn hòa của lậu tâm giác lệnh phần sự lai bộ tự vô đỡ nhà đường phẩm tu luyện hòa kinh rồi phẩm hạnh về quý vệ hai thân xuống đường đi để cùng xuất gia hàng được tận sư giả như lai hai lời phật toàn quyền thành pháp đạo độ bằng sanh đạt thành gia bộ với công hạnh vị tham cao quý ấy quý lòng của con tu luyện vô vi tôi khi hành dân tế văn hương trước sinh mới được có ai sức khỏe như tôi và khi hành hầu mật gia hộ như tôi đức qua thái lan sức khỏe dồi dào để quan nhận nợ cũng thế lâu dài để làm hiền thân khi chúng con đó bờ ra là chúng con tự nguyện thân những quà bạc ta lợi có lời Phật, có lời thầy hộ ủng hộ tăng ni tấn quốc đạo nghiệp và hôm nay con có đức tự tài tự đoàn chí thành lên đường pháp bảo ủng hộ đại đường cuối sinh nhân công đức từ bi là họ con chúng con hoàn thành trọng trách thành chủ chủ đề biết người thiện đề tăng thượng bồ đề tăng cổ quyền thân tổ cha mẹ nhiều đời sống siêu sanh là Phật nam mô cứu linh sư bồ tát di sư vị trụ chùa Nam An thành phố kính thưa đức Phật sư con kính thưa của bồ đề tổ tử công giám hai lương kém quá quý phật quyền tứ muốn tu hành rất thiện duyên thú vị tu tâm thiện đạo hành cùng nhau tính vào cái nhà tính tư của hồng đế phụ nữ một hạt lớn này trong nghề với hạnh chịu tính thiên của người có tội tôi đã bắt đầu đến với tâm hỏi chúng ta có khóa một điều gồm nên quý vị chỉ vừa có tự hoài ra qua một đời đại dịch thật là cũng khiến kinh tế khó khăn kinh hoàng khan hiếm thế và quý vị mà mỗi lúc là cũng tính tâm hỏi muốn đời sống của chúng tôi tốt đi là được tốt hơn quý vị ạ chính là tốt hơn của anh chủ gia đình sống tình tài ấm mực và đem xử những của cái cô cùng đất và trở về mà được công việc chúng con nếu chúng ta đã để đảm bảo và ổn định sức khỏe của chúng và còn những cái ấm mực tình tài cũng như đảm bảo thì khi chúng ta chúng con đang tốt hơn thì hôm nay còn được ông sư tử con
Hồi bình thì đó con đang nhớ được của đỉnh vũ như sư phụ của con tất cả ở đường hà mà con xin đã ra cho chiếc bàn để nghe ra lời toàn thể như những vũ thề thành tính bản nhiên khi ơn cho con rất của thầy nguyễn huy sư và nguyễn sư cô và tất cả một con có bảo theo một cái ứng hàng có thể trên đây có lòng yêu có lòng từ bi và luôn là bổ cổ đàn dạy hồng như kể ở bên chúng con và chúng sanh để người tìm kiếm một kẻ khó và xin biết ngài đem con có lời tính đến lòng để với một tử thân mới đầu tính thương với một tử thân mới dù ở cuộc sống vô ba vất vả suốt cả ngày vất vả ngược xuôi căn nhà có quyền và quyền nhưng lưu khổ sở khổ hồn kiếm quan tác bỏ mùi thương cho những một tự người thương mà là sự đáng thương khổ mẹ mất tổ người thương vì sao tổ muốn phản đường khi tay sao quay về ngày bước đi hóa cho sự ứng dẫn của cái con miền đất lệ độ để bọn chúng tinh nhau nam mô con bước lên bồ tát hoa ma tá trên đô thì đức đã ước đạt mà họ cho rồi còn ba cho chúng con lời dạy vô cùng quý báu chúng con xin khắc giả đi lòng và thành kính đảnh lễ cúng dường ba phái như mô thành vui với thiền chủ tăng và hậu tăng đến tiêu vọng như mô đại từ đã đi quảng đại đến thành phần tạo đem thiên mộ pháp truyền lại đồng tư thì từ lắm mộng cho đứng mơ mộ đại ý hành và nghe ra thương của những mộ những pháp đạo thì từ là họ nơi là từ như vô cùng tự nhiên khi vô cùng Thank you.
Có hiệu trưởng thích định chuyên thần và ngày sắp đến giờ ta hóa cung thử chuyên công đức quan tâm về giá trị đường cử hành lễ dân hương tội thiện thành kính cung thử chuyên công đức tăng ni từ bi hoan hỷ trang nghiêm pháp hồn để cho hàng đệ tử chúng con nghiên pháp cung thử chuyên công đức quan tâm đạo ngàn cử hành pháp lễ A Di Đà Phật. Cử hành lễ dân hương tổ tiên nhân từ du khách cố di trưởng thức nữ thiên ngọc ba cung linh cụ thỉnh chi tổ đức ba cung tổ chuyển tu tâm bát nhã cung linh chi tổ đức qua đạo tràng. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó chính là bảo thì anh tập đến trường hạ và giờ này anh đi bộ phận anh đi bộ phận mấy bà đã kêu cô cái mặt đường đi trường cầu công an chứng minh nhân viên của công an giám hạ chính là làm việc thường xuyên quản lý cho tiền lương
Nam mô Bổn Sư Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật vừa qua là lời tác Phật chí thành chí tính của Phật tử là Nguyên dưới sự chỉ dẫn của Đại sư trụ trì Nam An ở huyện Thanh Bình. Vào giờ này để Phật sự cúng dường được thành tựu, thành chúng con chính để đầu phục những chân thượng tọa thiện trì phương thân hóa chủ thiên thiện chủ và ba đời đạo từ như đôi lời đến đạo tràng chùa Nam An và Nam An. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phát đại chúng linh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Cực Lạc Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Tây Thiên Tứ Thức Tâm Độ Nhiệm Tam Đường Đại Chư Viện Thổ Sư Tát Đại Chúng Minh. Kính bạch Thế Sư Thích Nữ Quệ Giá Chủ Trì Chùa Nam An Bạch Bạch Quyền Thanh Bình Tịnh Tầm Tháp. Kính thưa toàn thể quý chư cô đại đức Tăng Ni cùng thiền trì quý vị nam thánh nữ Phật tử, cứ mỗi độ xuất xa hàng về xem chân đàm mà đua nhau phê sắc ấy là nó hình như thế này an cư hàng tăng hay để tạo cư vì một chúng sứ dự chân như quán để tốt dụng thân tâm trao dòng với địa bàn tam vô hậu hồng. Đó là truyền thống an cư hơn 2600 năm do Đức Thế Tôn một sư chúng ta truyền dạy cho đời ngày nay. Vì tấm lòng quý mạnh cũng như từ bi đến thiên phố tất cả mọi loài, cho nên Ngài dạng thành người tượng xuất gia sẽ dừng chân vô quá hoàn hoàng tốt đẹp thân tâm và để chân tinh thần từ bi của con Phật. Vì mùa hè là mùa các thân thuộc sáng sớm nảy nở khắp mọi nơi trên đất nước đi, cho nên nếu chúng ta là hạnh xuất gia thì chậm nào cũng thể hiện mất lòng từ bi nơi Đức Phật chế cả hết ảnh thư của hàng điện tử hơn trở về cứu xứ. Nhưng mà muốn để cho chúng con muốn được điều kiện an tâm tu hành thì phải sự hòa hợp trợ duyên của tất cả các phật tử và các tín đồ, cho nên từ đó mà pháp ảnh thư lưu hành cho đến ngày nay. Năm nay quá đại dịch, năm nay thực sự những lần của hội thì sự xuất hiện của hội Phật giáo Việt Nam ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức năm được đoàn đảng an cư kiết hạ, trong đó có đoàn đảng an cư kiết hạ thường phước hưng. Hôm nay để cũng như là thiên sư của chúng tôi muốn tăng ni hướng dẫn quý vị nam tín nữ phật tử của chùa Nam An được thanh lịnh từ các phẩm pháp tự nguyện tổ chức an cư kiết hạ để cúng dường dẫn cho hành giả an cư. Hôm nay để cũng như là thiên sư hướng dẫn phật tử về chùa Phước Khương của thăm viếng với an chúng khỏe để chúng tôi bước được tại gian hạ được thể toàn thiện thiền được đại chúng và có thực tại đắp nhập cho viên cúng dường. Chúng tôi xin thay lời cho hòa thượng Kiển Hương ban gian hạ cùng toàn thể thiền được đại chúng xin văn vị và thọ phẩm vật cúng dường này chúng tôi cúng dường của chúng ta bảo thì chúng tôi bước nhà toàn nguyện cho tất cả phật tử tại thiền và cha mẹ quý phật tử tại thiền tánh phước tánh thọ tánh thọ bồ đề tánh tăng trưởng cha mẹ quá dễ cũng như cúng dường thất thọ thiền tư thắng phước những đức pháp thoát ta bà siêu sắc sạch ngồi trên tinh thần đó liên sư được tư tôn đức tăng lên thể hiện tinh thần chí ân nấu ân ân hưởng quân phật luôn theo tinh thần tiếp dẫn hậu lai luôn là cây đại thọ che chở cho mọi người là cậu như cho quý phật tử nói theo để cho quý phật tử đạt luôn được các đạt giải thoát và còn tiếp cho quý sư sư điện lộ của chùa Nam An cùng chư tôn đức ta đây luôn được phát thể tiếp theo chính xác vị trí điện lộ về đá thần của đức phật sự sư thành như là cậu như cho quý phật tử chúng tôi còn hành quý phật tử trong thái hòn chùa Nam An như những điều chuyện ngày hôm nay như những điều chuyện như phật dạy như phật tử dạy Phật pháp chư tôn đức cho tâm nhà Phật hóa thì có hướng dẫn nhà nhà chư pháp tâm. Hôm nay là Phật pháp hội truyền bộ cho đến ngày nay là nhờ chúng tổ chúng ta truyền dạy cho đến ngày nay chúng ta là học học được những giáo lý đó là biết 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 theo một lần mà tránh để chúng ta chứng tỏ cho đến ngày nay đó là nhờ cái công Phật hóa Phật pháp của chư tổ các Phật tổ sư sư các Phật giáo họ đã sẵn các Phật tôn tốt tâm minh mà chư pháp của chư tổ đến ngày nay mà chúng ta sử dụng và tu tập được
mà Phật pháp vừa được truyền tồn đến hôm nay cũng nhờ Đức Phật tầm được thì cố khen thời thời đại tính pháp sanh và sự sắp sắp tứ của tầm được để làm cho Phật pháp đã được truyền tồn thế gian, làm cho đạo pháp của Đức Phật tầm chúng ta hàng ngày một sáng dạy cho nên họ có bài này vì cái sự sợ quý vị của Phật tầm được là sẽ cho người sinh ra để điều kiện đủ một cái vật chất cũng như tinh thần mà được hoàn pháp và sanh sanh để cho Đức Phật đà như lại mà hơi hơi chính vì vậy sự sợ quý vị của Phật tử giúp cho chúng ta cũng điều kiện hay tăng các tinh thần cũng như là hoàn pháp là sanh sanh cũng như là chọn những điều kiện hơn trường vô cùng tạo các thứ thiện và cũng như là các an sinh xã hội của giúp tặng mọi người được sự sợ quý vị của tất cả Đức Phật tử cho nên Phật pháp có được truyền tồn cho đến ngày nay. Chúng cũng có việc làm rõ rất là cao cả để cho đạo pháp được truyền tồn hôm nay là thành công trong cơ hội tổ chức. Thầy cũng mong quý vị cũng cần phát tâm thân mật để cho các phần phá hành của đức kia lên đối với phật và nguyên việc mạnh mẽ để khỏi các bài này về cho lực lượng phật có dạy thì như đại dịch phật pháp cuối cùng thì như đại dịch phật pháp hành viên là phương pháp hoàn toàn chưa còn một lần nhờ chúng ta ứng với phật tử của mình với phật pháp hôm nay quý vị nhà đến đây thì còn có sự hướng dẫn của như sư chủ giảng viên đó là một bộ lạc vô cùng quý báu hết cùng những phật tử họ của quý vị cũng như được sở sở tâm sở tâm với và bốn con người khi phật quân hộ cho mẹ đại diện của quý vị được phát huấn phật tập cho họ một tập tâm tăng được cho những lối dẫn điều mà tự chủ tự thức này sự sinh tình đó và muốn để cho tăng thêm phần phật báo không quý vị trong cuốn cổ cũng có dạy thế nhân hành đạo được quý vị thăng quý phật tử mà chúng ta đã phát tâm với quý tâm bảo rồi thì thành viên cứ cố nhờ cố gắng làm và tăng gia những vật vật giới những cái pháp đạo họ hơn hai năm như những quý vị được trực hành thì cũng nhắc lại cho các vị nhớ là quý vị phật có chọn quy pháp bất toàn là một đức như chúng ta bất toàn ngàn sanh thì quy phật có như phật mà chúng ta quán giải thì hạnh khổ đang được cứu như đời nhận biết và sẽ an lạc trong cuộc sống vì đức phật là một người còn mang thân cứu lòng đức đức và ông cha đức mà ông cha cũng như rồi mà quy pháp là như theo cái pháp của ngài để mà tu tập nên đối tượng được an lạc giải thoát quy tâm là những thấy các phật mà xuất gia là đạo và những pháp không còn hướng dẫn cho chúng ta đã biết như đối tượng hoàn hóa hoàn sanh còn năm giới là những thứ còn sống sanh sinh năm con đền đắc thứ ba con thần theo thứ tư không có giới của năm giới ứng dụng là năm giới cánh của người phật tử tại gia làm lên tướng họ tu hành đó là những năm giới căn bản của những người xuất gia và là hướng dẫn chúng ta đến mở đáng như vậy đó vì có điều kiện phật có dạy nên cho nên các đạo pháp năm sáng hướng dẫn đi đúng đường trên cái đường tu tập giải thoát là một điều là vô cùng quý báu nên quý phật tử chúng ta phải cố gắng tinh thọ và ghé thương theo cái sự dạy dỗ hướng dẫn của chư sư trụ trì chùa Nam An để chúng ta từng bước an lạc trong cuộc sống từng bước hóa giải những phiền não khổ đau trong cuộc sống hiện tại chúng ta để tu theo cái chư sư trụ trì của chúng ta được an lạc và tinh tiến tinh thành tinh và an vui giải thoát. Nếu quý phật tử mà chưa đủ như quy tam bảo thì thầy khuyên các vị cũng nên quy tam bảo để đem niềm sâu sự trở thành là một phật tử vì trong đại thân quý lượng đức phật có dạy nếu chúng ta đi chùa mà chúng ta chưa quy tam bảo thì chưa được là một phật tử khi nào chúng ta quy tam bảo mới được là một phật tử vì không quy tam bảo thì chúng ta đi học và dục học như một trường hợp như thế nào cũng chưa phải được một kiến thức nên là nếu chúng ta quy tam bảo thì chúng ta mới đem một phật tử thì chúng ta hành đạo làm đạo để tu hành để được giải thoát an lạc cho nên là cũng mong quý vị nếu hay như mỗi như quy tam bảo và hiện sát sinh chứng dụng hiện hàng về sinh 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 ghé là trường hợp nó an phát lại được thành tâm để quy tam bảo để trở thành một người phật tử cho nên các vị cũng cố gắng nhanh nhanh mặt cho nên mà em như vậy khó thì kiếp này chúng ta đi học Phật pháp là khó mà nay chúng ta đã được gặp và đã được gặp được ba thầy đồng đặc xá để chúng ta nên theo cùng nhau tiến bộ an là dạ có hôm nay việc cũng trình hạ thầy cũng đôi lời nhắc đến các thầy không tác dụng của tùy tỷ và luôn được sở sự sở tâm sự phật ở đấy một lần nữa hai lần là lần thứ hai cũng còn thể dụng được là chúng chúng cảm được tri ân ơn hy sinh vì điều gì thì ngồi nắm hai cũng như chúng con chúng ta hay dùng cho hai cùng với phật tử đến trở nên một cảnh giác cái hạnh phúc cái cơn đức cái thao ý để đủ tùy tỷ giác mạng về sở sự phật tâm sự phật ở đấy ơn độ sinh xuất gia bao nhiêu phật chúng ta xin tất cả
hoàn thành tính dẫn lộ chính quyền Nam Bán. Nhưng bạn đầm lời Phật tử 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 Phật
cái con tìm được mỗi độ hè về trên trong đầu của thầy là mỗi lần nhắc nhở chúng con đã tư đạt tôi chứ con tổng công tăng vô rồi chủ quyền thanh tịnh đạo đỡ giám cứu tiền là dùng tiền được cứu rỗi gieo duyên là hộ phạm chư tiên cung chứng quý khách để mà tiền đồ có đạt pháp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính lòng chúng con tôn kính hôm nay còn thể con vị thành dân mẹ tâm ơn lúc xin đường dân an sức khỏe ấp chư tôn đức và vị thành cầu phật gia hộ chư tôn đức mang a tư sức khỏe dồi dào để qua rạng rỡ đủ thế lâu dài để làm việc thanh lương kịp đường chúng con đến bờ an lạc chúng con tự đuổi thân và bạn thân gửi gian lời Phật, gian lời Thầy Tổ ủng hộ chi tăng tấn tu đạt nguyện và hôm nay chúng con có chủ tịch nhận tài tỉnh nhận tỉnh tài tỉnh nhận chi thành gian lên cũng dường tam bảo ủng hộ hạ đường cố xin chư tôn đức từ bi nạp họ giúp chúng con hoàn thành trọng trách thành tựu phước tiên giúp người hiền tùy tâm trưởng bồ đề tâm phụ huyền các tổ cha mẹ nhiều đời sống siêu sanh lạc phật nam mô kim quan sư bồ tát đến bậc chư tôn đức ba ni ở chùa nam an tâm bình cùng toàn thể nam nữ phật tử thân mến con xin thay lời ban thiết sự hạ đường chùa Cát Tôn lời đầu tiên xin cung kính dâng lên quý ngài lời nguyện cầu sức khỏe an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai anh chỉ là hoàn cũng phải làm chư tôn hiền đức tiếng trống mùa hạ đã gieo dội lời trời tô thắm đỏ hoa hồng rực rỡ trong dư âm huyền diệu của chúng chùa nhân gian vô tận chúng con quan hệ yên lòng trong mùa an cư kiết hạ mùa hạ đã mang về động thêm cho chúng con một hội đạo đối với hành giả an cư tuổi trẻ là tuổi thơ ấy tuổi học trò tuổi ngà học tương lai mà ngài chư tôn đức đã từng kỳ vọng và đặt niềm tin với chúng con ở ngày mai thời gian qua cũng nhờ đức phật từ bi gia hộ nhờ sự hợp tác chân thành của ban sự giác tốt hạ đường nhờ sự tận tâm tận lực của chư tôn đức giảng sư rất ấm áp con tin chắc rằng kết quả tốt đẹp về học hành đánh dấu bằng bước đi khả quan của quý thầy trên đường chúng ta xây dựng đô thị nền giáo dục phi trí dục luôn luôn hướng về chân thiện mỹ hôm nay hòa với niềm lo chung trên đường phật sự chư tôn đức tăng ni chẳng ngại đường xa xa xôi nắng hè oi bức gác lại mọi phật sự phật tử hướng dẫn phật tử từ thanh bình trở về đây lễ phật tam tăng sắm phật vật tịnh tài dâng lên cúng dường chư phật và hiện tiền ủng hộ chư ni yên tâm tu học trong ba tháng ôn lòng quý ngài vì học bao la thương cuộc đời chung thương bỏ qua chỉ biết quên mình cho tất cả như dòng sông chở nặng phù sa chúng con vô cùng xúc động không biết nói lời gì nhiều hơn thầm tâm nguyện cầu hồng ân tâm bảo gia hộ quý ngài được nhiều sức khỏe đầy đủ thân nhiên trên sứ mạng hoàn truyền chánh pháp để dự giác chúng sanh tiến vào giải thoát an vui cùng toàn thể nam nữ phật tử thân mến hôm nay có đầy đủ duyên lành quý vị được chư tôn đức tăng ni hướng dẫn về đây cũng dường trường hạ rồi giây phút nữa thì quý vị cùng chúng tôi tạm chia tay.
đồng hành hợp giả từ đây thấu đạt, hãy cùng nhau tay ta sẽ cùng tay hầu tiến đâu hẹn lại một ngày mai nơi thủ phẩm nghiên tài đồng hội ngộ. Tôi kính lễ khắp mười phương Phật tổ ban phước lành cho tất cả nữ nam tâm bồ đề sáng chói cõi thế gian luôn hầm tiến niết bàn đồng tội nghiệp, và xin thân ở đến toàn thể gia quyến quý Phật tử, người con thì được bình yên hạnh phúc, người bắt đầu nương vào phương hướng này mà được giảng sanh về miền tịnh cảnh Mô Quan Nghị Tạng Bồ Tát Ma Tát. Hai đạo trên cái tôn tiền đức cả hữu cả nạp thọ cho rồi còn ban cho chúng con lời dạy vô cùng quý báu, chúng con xin cắt giả đi lòng và thành kính thật lợi cúng dường tam bái. Nhớ tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Bái. Niệm mong tam bảo đã ban phước lành, nhiệm cầu Phật pháp không ngừng, hai bờ nối lại với thành nhân duyên. Hôm nay hạnh ngộ cửa thiền, tại đi lễ phẩm lòng thiền kính dân, mình xin kính chúc ni sư như tất cả tập thể cũng được tự tu niệm sức khỏe. Và giờ đã tám giờ đã xong, ai xin mời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mm-hmm.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
rồi mà rèn luyện để khai công phú từ bi để được xứng đáng thành tựu tổ sứ giả như lai hai lời Phật hoàn thiện chánh pháp động độ mình phát tất cả thành giác ngộ với công hạnh vị tha cao quý ấy khiến lòng của con tôn kính vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.